Rể nhà nông dâu phố thị là bộ phim tình cảm hài hước mới nhất của điện ảnh Thái Lan hiện đang rất được yêu thích hiện nay. Bộ phim với sự tham gia diễn chính của cặp đôi Kem và Moza. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Ehsan, một anh chàng nông thôn chính hiệu, và Hiso, một tiểu thư xinh đẹp và quyến rũ. Cả hai với hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, lại sống trong hai môi trường không hề có điểm chung. Sau vô vàn những tình huống oái oăm dở khóc dở cười, cặp đôi đã dần có tình cảm với đối phương. Họ cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa một anh chàng nông thôn và một cô gái thành phố. Kem và Moza là hai diễn viên trẻ từng rất được yêu thích trong bộ phim Mắt Xích Hận Thù. Với những phản ứng hóa học tuyệt vời trong bộ phim, cả hai đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình. Đây là lần thứ hai tái hợp của cặp đôi. Hy vọng rằng Rể Nhà Nông Dâu Phố Thị sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.